Thưa quý vị và các bạn, ngày nay giáo dục trẻ em theo phương pháp trải nghiệm gắn liền với hoạt động thực tế là một phương pháp giáo dục tiên tiến đang được các trường học hướng tới, đặc biệt là sự quan tâm của các phụ huynh. Trải nghiệm theo phương pháp học này mang lại nhiều giá trị thiết thực và ý nghĩa cho trẻ, giúp trẻ khai phá tiềm năng vốn có và biết yêu thiên nhiên, cuộc sống hơn. Để khám phá về mô hình này, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tọa lạc tại 29/1B, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch sinh thái SMK Discovery là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình giáo dục trải nghiệm thực tế với mô hình học, chơi, trải nghiệm và khám phá cho học sinh. Vì vậy, hiện nay có nhiều trường mầm non, trường trung học đã tổ chức các buổi học ngoại khóa cho học sinh tại khu du lịch sinh thái SMK Discovery nhằm phát triển toàn diện hơn cho các em thông qua mô hình giáo dục này. Không gian rộng lớn và nhiều cây xanh, SMK Discovery tạo nên một môi trường yên bình và trong lành cùng nhiều mô hình đa dạng để trẻ có thể khám phá và trải nghiệm hoàn toàn khi đến đây. SMK Discovery chú trọng trong việc phát triển và bồi dưỡng trí não và sự tư duy của trẻ khi tham gia các hoạt động thực tế như trồng rau xanh, chăm sóc cây cối, khám phá khu nông nghiệp công nghệ cao. Các bé được tận mắt thấy mô hình trồng rau thủy canh, cây ăn quả, vườn cây bonsai, giúp bé phát triển tư duy và sáng tạo, đồng thời biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường hơn. Thông qua những mô hình như vậy, SMK Discovery hướng tới sự bồi đắp và nuôi dưỡng trí tuệ, suy nghĩ của các bé ngay từ lúc còn nhỏ. Chọn trường cho con thì tôi thường chọn theo 4 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là các phương pháp giáo dục của nhà trường. Thứ hai là đội ngũ giáo viên. Thứ ba là cơ sở vật chất. Thứ tư là các hoạt động ngoại khóa của nhà trường có đa dạng hay không. Thì hôm nay con mình được trải nghiệm cái mô hình thực tế của Dixon thì các con được trải nghiệm rất là nhiều cái hoạt động ngoại khóa mà gần như là ở nhà hay là ở trường vì cái không gian hạn hẹp và các con không có được trải nghiệm. Ví dụ như là hoạt động tắm mưa, hoạt động chèo thuyền, ngắm sen, ngắm súng, hoạt động đi xem trồng cây, trồng rau và các trò chơi dân gian khác. Thì với bé nhà mình là mình thấy thực sự là bé rất là thích cái mô hình này. Và mình cũng đánh giá đây là cái mô hình mà làm cho các bé được tăng thứ nhất là về thể chất, và thứ hai là làm đầy kỹ năng cho các con để các con phát triển những năm tiếp theo và hội nhập về sau này. Tại SMK Discovery còn có một số hoạt động hấp dẫn như tham quan làng sen và chèo thuyền khám phá ở làng súng, tham quan đồi trong tróng đầy màu sắc, trẻ được hòa mình và thiên nhiên, giải tỏa những căng thẳng trong giờ học tại trường. Chính vì vậy, khi tham gia tại đây, các em luôn năng động, tự tin, phát triển toàn diện về tư duy, thể chất và năng khiếu thể mỹ. Khi tôi đến đây tham quan thì tôi cảm thấy là mô hình này rất phù hợp so với các bé của trường tôi. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều khu cho các bé trải nghiệm, ví dụ như là khu vận động. Các con có rất là nhiều những cái trò chơi để vận động và tăng cái sức đề kháng cho các con. Và các bạn vận động thì nó sẽ khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Và tôi muốn là các con được khám phá rất là nhiều thứ. Ví dụ như ở đây là có rất là nhiều các cây ăn trái. Ngoài những cái cây ăn trái đó thì các con được cầm nắm và sờ vào những cái trái đó, các bé nó rất là hứng thú và thích thú với cái điều đó khi một ngày được trải nghiệm tại đây. Và ở đây còn có những cái nữa là có cái nông nghiệp công nghệ cao, các bạn sẽ được trải nghiệm ở trên đó và các bạn được trồng và các bạn được xem sờ vào đó, thì cái ghi nhớ bằng hình ảnh của các con này nó sẽ rõ nét hơn, là không giống như là mình đã học ở trên sách vở. Thì tôi nghĩ là mô hình này nó rất là tốt và phù hợp cho với lứa tuổi mầm non của chúng tôi. Có thể nói giá trị mà khu du lịch này hướng tới là sự trải nghiệm và cảm nhận về thiên nhiên kết hợp với các hoạt động khác nhằm giúp trẻ tạo cho mình các kỹ năng trong cuộc sống như kỹ năng hợp tác thông qua hoạt động đội nhóm. Ngoài ra, còn giúp các em phát triển về kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Dixon ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay của các em học sinh là mong muốn được khám phá, được trải nghiệm, được đến gần với thiên nhiên sau những giờ học tại trường, tại nhà. Ngoài những cái mô hình mà Dixon mong muốn, bình thường Dixon mong muốn mang lại cho các em, thì Dixon còn có một cái chương trình huấn luyện đặc biệt để các em từ cái việc huấn luyện ở ngoài trời này, các em sẽ yêu thích việc học hơn, yêu thích việc phát triển bản thân mình hơn và yêu thích việc mình là một người có ích cho xã hội hơn. Cái chương trình trải nghiệm của Dixon qua từng level. Level thứ nhất thì các bạn sẽ tự tin hơn, level thứ hai thì các bạn sẽ vượt khó hơn và level cao nhất là các bạn sẽ trở thành những nhà leader trong tương lai. Với mô hình giáo dục này, đội ngũ cộng sự SMK Discovery đã và đang hướng tới cho học sinh Việt Nam sự phát triển toàn diện nhất trong các giờ học ngoại khóa tại đây.
các em không chỉ được nhận biết sự vật, hiện tượng thực tế mà các em còn được thỏa sức sáng tạo trong hoạt động vẽ tranh và một số trò chơi tại đồi cỏ. Đồng thời, kết hợp hoạt động team building giúp trẻ kết nối với mọi người, rèn luyện tính tự lập, kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như giúp trẻ năng động hơn. Chính vì vậy, bằng tâm huyết và tình yêu dành cho trẻ, đội ngũ SMK Discovery luôn nhiệt huyết và mong muốn mang lại cho trẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mình và hơn hết là mang lại giá trị lớn lao cho sự phát triển toàn diện của các em khi trải nghiệm cùng SMK Discovery.